Em xin chào tất cả anh chị em buổi tối ngày thứ bảy, tối cuối tuần và đầu tháng anh nhé. Tối hôm nay em lên một lô áo khoác ấm nhưng mà giá dây kéo nha. Anh em nào có nhu cầu áo dây kéo bị hư dây khóa cần thay thì mua những con áo này về lấy được dây kéo và còn lấy được áo vận lao động. Nhưng mà em cũng báo trước là lô mà bán dây kéo em không có báo kỹ nha anh em chỉ báo sơ qua thôi, không có chi tiết, cho nên là đã bán dây kéo thì phải review cái dây kéo cho nó chắc. Còn tất cả những mặt hàng khác trên con áo ta không bận tâm lắm nha anh em. Những con này thì con 1065 dây kéo đồng, thân đồng cổ đồng, con này cũng là bán giá dây kéo này 800.000, mã 52. Áo này là nói chung là nó dày đều đẹp nhưng mà bị dính dơ thôi, dính dơ hầu hết là nó bị dơ, bên này đều đẹp nha. Cái cổ dây đồng là đuôi cá và đầu khóa này, đầu khóa này xe covid này em. Con này là size medium railer, anh em 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74. Chỉ có là bị sơn này là nhiều, sơn này là nhiều nhé, đằng sau này cũng hết sơn và dơ ống tay này thôi, không thấy một cái lũng gì hết. Rồi 70 đến 80 kg, cao 1m7 trở lên nha anh em. Vai của nó là 52, dài áo là 82. Chốt cho em con này 800.000, 800.000 nha. Chất vải còn rất là hăng và mới, chỉ có vì tội dơ thôi. Chốt cho em con này là mã 52, 800.000. Tiếp một con lấy dây kéo của M51, dây kéo nhôm nha em, dây kéo nhôm này. Con này dây kéo hơi bị đỉnh luôn, Secoview dây kéo nhôm, quá đẹp. Dây kéo này mới là chất này, mới là chất nha anh em, M51. Áo này còn dày dặn lắm, chỉ có cái là không được mới lắm nữa thôi. Vai là vai 50 small nữa, dài 78. Vai 50 dài 78 là small roller. Đồ mới con áo này còn quá là đẹp. Nói chung là giá chỉ có 600.000, mã 51. Áo này anh em gỡ dây kéo này, thay đi và xài bằng cúc. Nếu anh em bận con áo bằng cúc, đầu chỉ có đầu tưa thôi, bán dây kéo còn tha hồ bận anh em. 600.000 bán dây kéo nha. Lưu ý anh em lấy dây kéo ra vẫn còn dùng bằng cái cúc bấm này này, lấy nút bấm này này, tha hồ anh em dùng còn muôn đời muôn kiếp ha. Rồi chốt 600.000, mã 51. Còn mấy cái tem mạc gì không cần biết. Tiếp một con M51, con này của Na Uy, túi chéo, chất vải kaki dày, vai của nó là 57, vai 57, dài áo 63, vải dày như M65 nha nhé, màu xanh ô liu và đẹp. 600.000, mã 51, giá lao động cho anh em luôn, bị dơ một chút xíu thôi. Nói chung con này dơ nhẹ nhẹ thôi, mấy chấm dơ nhẹ nhẹ thôi, đây nữa này, mấy chấm dơ nhẹ nhẹ thôi. Cổ tay này nó cũng bị dơ nữa nha anh em, dơ ở dưới này nó cũng bị dơ này. Rồi 600.000, ai vừa chốt lẻ giùm em nha. Nói chung là vai nó to nhưng mà con này ghi hệt như M65, con này 7 đến 80 kg. Chốt giùm em 600.000, mã 50. Chỉ có line này mới có giá này thôi nha nhé. Tiếp một con này là hải quân đi tuyết, đi mưa và đi từ lưa tới nước, bố hôm em có nói. Con này là chất vải kháng lửa, cực ấm, cực kỳ ấm này. Này bình thường em bán 3,5 triệu trở lên.
thì anh em coi con này vầm và mình ăn như thế nào thì mình nữa nha. Cổ nhung con này là size x lát, con này là 90 kg rồi, 85 kg trở lên rồi, đời của nó là đời 85, tem còn rất là mới à. Em đo vai và chiều dài này, vai của nó là 55, dài áo là 80. Con áo này cũng là một chất vải kháng lửa, anh em nhìn thấy cái màu của nó lục lục rồi nha anh em. Nói chung con này là dơ và màu của nó không có được mới lắm, giá chỉ có 800.000, mã 58 thôi này. Cho nên anh em để ý nha, áo này còn thao bẩn luôn, ở đây nó hơi đỏ đỏ một chút. Con này độc nhất vô nhị, anh em tranh thủ chốt nhanh gọn lẹ này, con này không có con thứ hai đâu, không có con thứ hai bán cho anh em như thế này đâu. 3 triệu mấy mà em bán cho anh em chỉ có he he đỏ, tức là nó tiếp xúc với lửa thì nó he đỏ như vậy thôi, nó chả có là gì hết, ở đằng sau nó có he một chút trên đây này. Em bán giá như kiểu bán nói cái dây kéo này của nó cũng đủ rồi, không cần phải bán áo phải không ạ. Đấy, 800.000 nha anh em, 800.000. Trời ơi, không quýt lẹ là mất ngay con này, mất ngay lập tức. Con này là 85-90, anh em cửa 92 vẫn được luôn. Chốt nhanh gọn lẹ anh em ơi. Tiếp một con M51, con này cũng dây kéo đồng, à dây kéo nhôm, Secoview này, Secoview dây đẹp nhá, dây đẹp nha anh em. Vai của nó là 56, dài áo là 81, vải dày M51, vải dày đều đặn nha anh em, chỉ có tồi dơ nhiều chỗ thôi. Đó, dơ nhiều chỗ, giá có 600.000, mã 54. Mã 54. Con này anh em còn muôn đời muôn kiếp, chỉ có đầu tay nó tưa thôi, không có rách lũng, chỉ dơ thôi. Dơ thôi, em đo lại em coi số ký số đo này. Vai của nó 56 là size large, dài 81, size large regular, 80-90 kg và cao 1m7 đến 1m74. Chốt giùm em nha, vải còn thao và bán dây kéo 600.000, mã 54. Chốt lẹ em. Thứ một cái quần short Mỹ của Mỹ à, bụng của nó là 90, nỉ short vào mùa đông nha em. Mùa này mà anh em bận con này là anh em giảm mỡ ạ. Dài 102, ai muốn giảm cân thì cứ bận con này, size medium regular. Con này là M51, 51951, nỉ short nha. Hàng chuẩn của Mỹ nó là dùng bằng dây kéo đồng, dây kéo đồng. Hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ. Rồi con này là cũng 96%, giá chỉ có 600.000, mã 59. Nhanh gọn lẹ nha em, không có lủng rách, không có dơ, không có gì hết. 96%, 500.000, à 600.000, mã 55 ạ. Tiếp một con áo của anh, áo này gọi là áo M51 của anh á, dày á, áo khoác nha anh em. Vai 50, dài áo 78, 2-3 lớp nha, hai lớp ở đây, còn đây là mỏng à. Rồi con này ở đây có túi nè này, đây 1-2 túi, 400.000, mã 61, 95-96%. 95-96%, áo của nước Anh, áo khoác M51 của anh. Con này vừa dùng bằng dây kéo nhựa, vừa dùng bằng nút dây kéo thôi. Rồi ai chốt con này chốt giùm em nha. 70-80 kg, 70 bụng to thì được, còn bụng to mà 70-80 là không có được. Chốt giùm em con này 400.000, mã 61, tức là 80 kg thì bụng gọn nha nhé. Tiếp một con Na Uy nữa này,
dày như mờ sâu lâm luôn. Chỉ có cái màu này màu xám. Màu xám chứ không phải màu xanh ô liu. Vai là 60 cho ba lứa. Dài áo là 84 nha. 60 con này là phải trên 90 kg. Nó có tem của Nâu Y này. Con này năm 1956 ha. Con này bao cực dày giống như mờ sâu lâm luôn. Nhưng mà màu của nó là màu xanh xám. Lúc màu nâu. Ở trên này nó chỉ gỡ một cái tem thôi. Đều màu con này nói về cái độ mới thì không có cao nha bà con. Màu của nó nhìn nó cũ cũ nhưng mà vải rất là dày, đầy đủ mực nữa. Cái màu nó không có hấp dẫn đâu. Màu này nhìn nó không có hấp dẫn nhưng mà cực kỳ dày, con này phải 2-3 kg lận á. Rồi. Ai ưng chốt con này giá cực rẻ này. 85 đến 95 kg của Na Uy nhá. Chốt giùm em 800.000 mã 64. Con này đồ mới ta cho 90%. Ừ, chị cảm ơn. Cái này không, mấy cái đó đi sửa. Người ta còn thay giá à, thấy. Cái một con satin cột tay này. Cột tay trời này là mát nha. Vai của nó là 45 ạ. Dài áo 72 satin. Tem này. Trời ơi, cái dàn tem này là phê anh em ơi. Cái cổ này nó hơi ố một chút. Hàng cấp phát nha. Tem đời. Nó dơ mới đọc được có tem đời nữa. Đời 70. 70 vẫn còn đọc được mấy như này. Áo này vải thừa ngang nhưng mà có một đường ngang này dơ nha anh em. Anh em nhìn thấy em có một đường ngang dơ nha. Giá chỉ có 500.000 mã 63. 500.000 anh em lấy cái tem đủ rồi này. Còn trên con áo này là dơ hầy nha. Trên cái thân này là dơ đốm đốm anh em. Em nhìn thấy đốm đốm nhỏ nhỏ đây không ạ? Đằng sau này ở bên này cũng dơ đốm đốm này. Nhưng mà nó ẩn sâu vào trong sợi vải không có thể nhìn thấy được. Bên này vậy nha. Dơ này. Cái giá này là anh em chỉ lấy con áo này bằng lao động thôi. Chứ về anh em mà giặt con này là hơi bị khó ra. Vì nó ăn vào trong cái sợi vải. Nhìn nó không có lộ diện nhưng mà nhìn con áo nhìn nó dơ, nhìn nó cũ con áo không ạ. Giá 500 thôi. 500 nha anh em. Cái dàn tem em nói dàn tem này anh em quất được gần 500.000 đó. Dàn tem này 300.000, 400.000. Con áo 500.000. Chốt giùm em nha. Cái một con Canada hạt cát 64 hộp có bà mông ạ. Bụng của nó là 92. Bụng 92 dài 108. Hàng Canada xưa. Xưa. Rồi, con này là dơ như con lợn, bán giá lao động anh em nhìn này. Ở đây là nó trắng dơ dơ và đây dơ nhá. Đó. Bên này đều rồi đó. Ở đây có một chấm dơ nữa này. Hai chấm dơ. Nó dùng bằng dây kéo đồng anh em. Con này cũng bán giá lao động. Bình thường con này là trên tiền triệu hết á. Ở đây nó bị ngoắc một cái lỗ gì nhỏ xíu xíu này. Ngoắc thôi. Giá cho anh em chỉ có 500.000 mã 60. Con này bình thường cái áo không là 1,2 triệu rồi đó anh em. Cái một con satin nữa nha anh em. Giá lao động luôn. Dàn tem này. Dàn tem này. Tem tiếp. Tem zip không ạ. Vai của nó là 50. Dài áo là 67. Cái cổ này đều màu nha anh em. Nó bị cụt tem mất. Tem đời cũng đi mất tiêu rồi. Tem đời nó mất rồi nha anh em. Con này màu ô liu. Màu ô liu ạ. Ở đây dính một chút mực nữa. Giá chỉ có 700.000 mã 62 này, giá lao động nha anh em. Ở đây dính mực này. Anh em về không thích cắt cột tay đi, không ạ? Cắt cột tay đi ạ. Rồi. Con này nếu như không dính mực nó cũng tầm 96%. 96%.
dẫn tem đẹp không? Tem riêng của nó anh em ạ. Giá chỉ có 600.000 mã 62. 700.000 chứ. 700.000 mã 62. Cái một con này con gì mà nó dày và nó nặng lắm. Nặng lắm. Ở trong một lớp nỉ ấm. Cái lớp này cực dày và ấm. Năm một gì đây? Chờ em chút. Em đo cái vai cái nào mà. Vai của nó là 51. Dài áo là 80. Vai 51 dài 80. Jacket B29. Jacket B29 này nghe. Jacket nè. Con này màu của nó là màu vàng cát. Màu này là hình như nó màu như kiểu màu ở trong này có tem đi nữa nè. Cái tem của nó là màu đen này. 48. Nó ghi ở trong này là 48. Cực ấm nha anh em. Anh em dòm cái dây kéo của nó này. Giờ ta coi con này là lấy dây kéo đi. Áo này thì màu của nó không đều màu đâu. Màu vàng vàng nhưng mà dày. Dày cực dày nha. Úi giời ơi, khóa đồng talon luôn nè. Dây khóa talon này nó nằm ở đời 67 anh em. Dây khóa đồng á, talon á. Dây khóa này là đỉnh nha. Còn con áo này á thì nó đang còn dày dặn lắm. Chỉ có cái màu của nó nhìn nó vàng vàng khè khè thôi. Màu cũng đều, cũng không đều lắm. Nhưng mà con này là rất là chất rồi đó nha anh em. Em dòm lại cái màu này. Đây là cái ruột ở ngoài của nó màu vàng. Kiểu màu vàng mà nó có đốm đốm xanh xanh. Phải không ạ? Đấy. Anh em nhìn kỹ nha. Em bán dây kéo đó. Vai là vai 52. 3-4 kg lận nha. Dài 79. Áo này thì không rất lũng, nhưng mà cái màu của nó không có được đều. Nhưng mà con cái bo này cũng là ngon lắm rồi này. Bo này mà ông Philos nào mà cút được là rất là đỉnh á. Con này rất là chất. 70 tới 78 kg. Ai 70 bụng to to một chút chốt giùm em con này. Độc nha. 700.000 thôi, mã 65. Độc nha, bẩn con này là hết biết mùa đông luôn. Con này bao đi Nhật luôn. Cực kỳ ấm. Chỉ có cái nhìn cái màu nó không có hấp dẫn cho lắm. Màu vàng vàng mà nó vàng chưa có đều. Nói chung là vàng được nhưng mà nó không có đều lắm. Cái một con ACUM số 5. Thân nhựa, cổ nhựa. Vai của nó là 50-51. Dài áo là 78. Nó là size medium regular. 7-80 kg. Giá chỉ có 700.000 mã 66 này. Con này đẹp trai mà. Chỉ có dơ chút này này. Dơ một chút này thôi. Dây trên dây dưới còn. Trên và dưới mắt dây trên còn. Dây dưới còn luôn. Con này đẹp trai mà có 600.000. Không quất lẹ là mất này. Ống tay là đời sau này không có quê nhé. Sau đẹp lắm. Hả? Khoan từ từ nha nhé. Con này lót thứ 6 này. Đẹp con này nói chung là nó dơ có chút ép à. Đâu có quan trọng đâu. Con này bình thường 2 triệu. Bán anh em 700.000 mã 66. Úi giời ơi. Medium regular 7-80 kg. Tem này anh em dùng cái tem còn mới kẹm luôn. Con này gọi là bán gì? Bán gì anh em? 700.000 à. 70-80 kg. Anh em không cần số ký. Mua con áo này về làm outlet cho em. Khỏi cần vừa. Dài khỏi bẩn quần luôn anh em. Cút một con từ trên xuống. Khỏi cần bẩn quần luôn. Có 700.000 à. Mã 66 nha em. Bên đây là bán cực độc luôn anh em này. Một con M số 5 dây kéo nhôm nữa này.
cố đuôi cá, dây kéo xe câu view. Dây kéo xe câu view này, anh em dòm cái dây kéo này. Dây kéo, khi mua dây kéo thì phải nhìn cái chân nha anh em. Chân này, cái đầu này thì ngon lành, và cái chân này nhá, và cái cổ này. Ở trong là vải bublin, tem sai, tem đời mất. Nhưng mà dòng này túi trắng mà lại không có cùng vai là con này đời 65. Ban cố vấn chỉ huy và túi trắng nha. Nó là túi trắng. Con này là con cái là nó dơ, dơ như con lợt. Anh em nhìn thấy vàng vàng đấy không? Dơ, em không có review nữa nha, bán giá dây kéo thôi. Đó. Dơ. Đời đầu tiên của một con M65. Dơ như con lợt. Có chữ A đàng hoàng nha. Nói chung con này là bán dây kéo, bán dây kéo anh em ạ. Đó, đằng sau này, chơi con này đừng có nghĩ nha anh em, về ai mà sưu tầm, ai mà chơi sưu tầm nên chốt con này. Đời đầu của M65, chuẩn năm 1965 ra con này, và nó là của cố vấn, ban cố vấn chỉ huy mới có nó, tai to mặt lớn mới có con này đó. Bình thường anh em mua M65 toàn là có cầu vai, có con nào không có cầu vai đâu. Chốt nhanh gọn lẹ dùm em con này nha, để em coi số ký này. Giá chỉ có 700.000 thôi. Vai của nó là vai 49 là small nha. Dài áo 82 small regular, 60-70 kg và cao 1m7 đến 1m74. Chốt dùm em giá chỉ có 700.000 này. Nhỏ nha, con này nhỏ về sưu tầm nha em. 700.000 mã 67. Ok, ai ưng chốt dùm em ạ. Tiếp tục một con M65 lấy màu xanh đen. Con này là màu đen hay là màu xanh đen đấy trời. Cái màu của nó màu xanh đen. Màu rất màu rồi, nhưng mà vải còn dày nhá. Thân đồng cổ đồng. Con này của hãng Alpha, size small, small regular. 60-70 kg và cao 1m7 đến 1m74. Vai của nó là 48. Dài áo 77. 48 dài 77. Nói chung là nó đều màu, đồ mới không có được cao lắm. Giá chỉ có 700.000 mã 53 này. Con này tha hồ anh em bận đi. Chất vải của nó khỏi phải bàn anh em. Cho anh em dòm cái chất vải của nó này. Vải thường ngang, màu của nó màu xanh mực. Màu của nó nhìn nó không có mới, nhưng mà cái vốn chỉ của nó như vậy thôi. Anh em nói nó cũ, nhìn con áo nhìn cũ phải không ạ? Nhưng mà trong nắp túi của nó cũng chỉ có màu này thôi. Có cái nào đẹp hơn nữa đâu, phải không ạ? Vậy thì màu của nó chỉ có vậy thôi. Nói chung là con này bán giá dây kéo, nhưng mà áo này tha hồ anh em trời. Anh em còn trời muôn kiếp về con áo này, vì nó dày chứ không phải nó mòn mỏng áo. 700.000 mã 53. Anh em chốt lẻ nha. Tiếp một con Macca Canada vải bublin. Canada vải bublin mỏng, màu ô liu nha em. Con này thông thường hay có cái lót, nhưng mà con này mất lót. Vai của nó là 54. Dài áo là 96. 54-96. Áo đó phải bữa ba mua. Ba. Con áo đâu của bà hay là một bữa mua hay lấy về bán mà. Lấy về rồi bẩn luôn rồi trả tiền cho bà chứ. Rồi, đều và đẹp nha anh em. Nó mình lấy bẩn phải trả tiền chứ. Trả ba bà không lấy và trả lại đó. Rồi, con này đều và đẹp nha anh em. Màu ô liu và đẹp một lớp thôi. Bình thường con này hay có một cái lót ở trong á. Nó dài nha, nó dài như kiểu áo măng tô á, nhưng mà màu ô liu, chất vải bublin rất là đẹp. Dài con này là phải trên 100 đó. Độ mới phải 97% và to là 7-80 kg. Chốt giùm em 600.000 mã 57 ạ. À.
600.000 mã 57, một con M65 dây kéo đồng, màu nhìn bên ngoài tương đối đẹp nha. Dây kéo của thằng Secoview, cái cổ này có mũ ở trong nhé. Cái dây kéo này hả? Ngon lành cành đào nha. Con này là hình như của thằng, cái dây kéo cổ này nó bị, cái cổ nó bị dơ này. Nhìn nhìn thấy cái cổ nó bị dơ. Con này màu xám, vải thì đều, nó đổ lông nha bà con, nó đổ lông nha. Này nó bị dơ một phát nữa này. Ống tay này nó bị dơ nha em, còn trên này thì đều. Ở ngay ống tay này bị dơ nữa này. Ống tay dơ một phát thôi. Còn ngay cái cổ tay này nó dơ này. Dơ này. Ở đây nó cũng dơ. Ổn hết nha anh em. Nói chung vết dơ này thì cũng chả có đáng kể gì lắm. Anh em nhìn kỹ mấy cái vết dơ này, có giặt được thì ta giặt nha. Đây, dơ đây nhé. Dơ đây nữa này. Con này là ta đo lại cái vai, coi thử số đo ký và vai nó bao nhiêu nha. Vai 52 là medium, 7-80kg. Dài 83, medium regular, medium long ở đó. Cao 1m74 trở lên. 1m74 trở lên. Medium regular, medium long 70-80kg nhưng mà cao 1m74 trở lên. Độ mới 96% và những cái vết dơ anh em coi xử lý được nha. Nó màu xám nhưng mà đang còn đẹp, đang còn mới. Chỉ có tổ dơ thôi. Anh em để ý mấy vết dơ nha. Bán cho anh em 1.3 triệu, mã 56. Vải dày lắm, vải rất là dày. Tiếp một con Philot của MA1 lót cam. Con này dùng hai mặt mà nó bị bể mất một bên này. Nó bị bể cái tay cầm mất một bên. Đấy, bể mất một bên này. Rồi tem vẫn đang còn. MA1 nha nhé. MA1. Ở dưới này nó có chữ USA. Có một cái chữ là USA. Con này chuẩn hàng quân đội nha nhé. Size large này. USA. Rồi con này màu xanh đen. Giá này anh em coi giá này. 800.000 mã 59. Bo nó bị lỗi bo này nha em. Bị lủng bo rồi nhé. Xanh đều màu. Rồi. Xanh đều màu. Ổn nha anh em. Size lát em đo chiều dài của con áo nha. Dài áo là 64, vai 50. Bận hai mặt nha anh em. Con này là 90kg, 80kg là dành cho người bụng có to á. Còn 90kg thì bụng vừa gọn thôi. Áo đang đẹp, phải không? Giá chỉ có 800.000 một con của MA1, mã 59, hàng cấp phát nha. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em video tiếp theo. Em sẽ lên sáng ngày mai nha nhé. Có thể ngày mai, tối mai, không biết nếu mà có sức khỏe thì ta like tối. Còn không có thì em sẽ like cho anh em. Chắc chắn là tối mai là nghỉ thôi. Vì ngày thứ hai em bận công việc cho nên là tối mai mà like á thì thứ hai em không có thời gian để chốt đơn.
Cho nên là like tối nay và sáng ngày mai thì em chốt đơn và chiều em gửi đi được, hoặc là để thứ hai mới gửi được. Nhưng mà thứ hai mà em không làm việc được thì mất công lại anh em mình gộp đơn được không ta? Để em thu xếp, nếu mà gộp đơn được thì em lại like như bình thường nhé. Rồi em cảm ơn và bye anh em ạ.